Em xin giới thiệu, đây là những cái đồng hồ đeo tay size nam hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng. Những cái đồng hồ này đều sử dụng pin, các chức năng đều chạy hoàn hảo. Các bác cần xem hình ảnh chi tiết, cần mua hàng vui lòng liên hệ 0931008099. Các bác vui lòng cọc giúp em 200.000 hoặc chuyển đủ, em bao ship tận nơi cho mình. Đây là đồng hồ có mã số 1, size của đồng hồ là 36, chưa tính núm, kim giờ, kim phút, dạ quang. Giỏ và dây của đồng hồ bằng thép không rỉ, cọc số nổi, cọc số hộp trò. Ngoại hình đẹp xuất sắc, thiết kế rất là mỏng luôn nha. Dây khóa zin theo đồng hồ, bộ máy chỉnh xịn da băng cho các bác sử dụng. Đây là đồng hồ có mã số 2, size của đồng hồ là 35, chưa tính núm, tính cả núm là size 37. Kim giờ, kim phút, kim dây và xung quanh cọc số tất cả đều dạ quang. Đồng hồ sử dụng pin 3 kim 1 lịch, lịch ngay vị trí 3 giờ. Em quay cận cảnh chi tiết ngoại hình của đồng hồ này cho các bác tham khảo. Và đây là mặt đáy của đồng hồ đến từ thương hiệu Anba của hãng Seiko, bộ máy chỉnh xịn da băng cho các bác sử dụng. Đây là đồng hồ có mã số 3 đến từ thương hiệu Anba của hãng Seiko. Size của đồng hồ là 39, chưa tính núm, tính cả núm là size 41. Đồng hồ 3 kim 1 lịch, lịch ngay vị trí 3 giờ, kim giờ, kim phút, dạ quang. Thiết kế tương đối khá mỏng, giỏ và dây của đồng hồ bằng thép không rỉ, bộ máy chỉnh xịn da băng cho các bác sử dụng. Đây là đồng hồ có mã số 4, size của đồng hồ là 37, chưa tính núm, tính cả núm là size 39. Thiết kế tương đối khá mỏng, giỏ và dây bằng thép không rỉ, dây của đồng hồ dạng dây chung như vậy nên mình mặc ốm từ 40kg cho tới cả 100kg, vẫn đeo chiều dài size dây này phù hợp. Đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ, bộ máy chỉnh xịn da băng cho các bác sử dụng. Đồng hồ có mã số 5 đến từ thương hiệu Q&K của hãng Citizen, size của đồng hồ là 35, chưa tính núm, tính cả núm là size 37, kim giờ, kim phút, dạ quang. Cọc số hộp trò, giỏ và dây của đồng hồ bằng thép không rỉ, dây dạng dây chung nha, nên mặt ốm đều đeo phù hợp. Đồng hồ chính hãng đến từ thương hiệu Q&K của hãng Citizen, bộ máy chỉnh xịn da băng cho các bác sử dụng. Đồng hồ có mã số 6 đến từ thương hiệu Anba của hãng Seiko, size của đồng hồ là 39, chưa tính núm, tính cả núm là size 41. Đồng hồ 3 kim 1 lịch, lịch ngay vị trí 3 giờ. Mặt của đồng hồ dạ quang, ban đêm mới sáng rực, nhìn rất là đẹp và rất là tiện cho các bác theo giữa giờ nè. Ôi mặt dạ quang rất là đẹp, giữ sáng rất là lâu. Giỏ và dây của đồng hồ bằng thép không rỉ, dây còn mới tròn, sáng bong như vậy. Hai cái đầu dây của đồng hồ có khắc đầy đủ số series. Mặt đáy của đồng hồ đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ, bộ máy chỉnh xịn da băng cho các bác sử dụng. Đây là đồng hồ có mã số 7 đến từ thương hiệu Jamit, size của đồng hồ chiều ngang là 31, chiều dọc là 37. Giỏ và dây của đồng hồ bằng thép không rỉ. Mặt của đồng hồ màu xanh navy, thiết kế dạng phôm tăng nha. Dây của đồng hồ còn mới tròn, sáng bon như vậy. Bộ máy chuẩn xịn da băng cho các bác sử dụng. Đồng hồ đến từ thương hiệu Anba của hãng Seiko, size của đồng hồ là 35, chưa tính núm. Thiết kế tương đối khá mỏng nè. Dây rất là dài, dây còn mới tròn, sáng bon như vậy. Đẹp xuất sắc luôn nha. Em quay cận cảnh chi tiết ngoại hình của đồng hồ cho các bác tham khảo. Đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ, bộ máy chuẩn xịn da băng cho các bác sử dụng.